Thưa quý vị và các bạn, một số nông sản như khoai lang, khoai tây, lạc, gừng nếu không được bảo quản trong môi trường khô ráo, thoáng mát thì rất dễ dẫn đến hiện tượng mọc mầm. Việc ăn phải những thực phẩm này sẽ dẫn đến tác hại xấu cho sức khỏe. Với khoai tây mọc mầm có chứa solanin, chất này kích thích tương đối mạnh mẽ đến niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Nếu ăn khoai tây mọc mầm khi bị trúng độc, người bệnh có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Trường hợp nặng, nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột, sau đó co giật, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Một thực phẩm mọc mầm khác cũng nguy hiểm không kém như mầm khoai tây là khoai lang. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo là không nên ăn vì mầm khoai lang có chứa độc tố. Chất độc này có thể gây rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, đau bụng. Nếu thấy khoai lang có mầm, hãy khoét bỏ phần mầm đi và ngâm khoai trong nước muối rồi mới sử dụng. Lạc là một loại thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bảo quản không tốt để trong môi trường ẩm ướt, chúng bị mốc, mọc mầm thì lại rất có hại. Hạt lạc mọc mầm, thành phần dinh dưỡng của chúng giảm xuống rất thấp. Đồng thời, trong quá trình nảy mầm, hàm lượng nước tăng cao, càng dễ bị nhiễm độc. Thủ phạm gây lạc mốc là một loài nấm mốc rất nguy hiểm, có tên là Aspergillus flavus, tiết ra độc tố aflatoxin, cực kỳ nguy hiểm. Độc tố này chủ yếu gây nhiễm độc gan. Aflatoxin còn là độc tố gây ung thư. Nguy hiểm khôn lường khi ăn những thực phẩm mọc mầm, còn phải kể đến gừng. Gừng bị mọc mầm có thể sinh ra chất lưu huỳnh, độc tố gây tổn thương cho gan. Khi ăn loại gừng này, dạ dày và ruột hấp thụ được rất ít chất dinh dưỡng. Có khi nó còn làm cho tế bào gan nhiễm độc và biến tính, tổn hại tới công năng bài tiết của gan.